mẹ em không cho em yêu đương trước 25 tuổi. Vậy anh sẽ chờ đến lúc em 25 tuổi. Nếu đến 25 vẫn chưa được thì sao? Thì anh sẽ chờ em suốt đời. Tịnh Thu đang trong giai đoạn thử việc, trường có thể đuổi nó bất cứ lúc nào. Nếu cậu thật sự yêu nó thì cũng chẳng ngại không gặp nhau 1-2 năm đâu. Đón xem bộ phim Chuyện tình dưới cây táo gai trên kênh Red by HBO. Thưởng thức hương vị Á Châu cùng Red by HBO trên các hạ tầng MyTV, FPT, HTVC.